Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các anh em một trong những cái mẫu bình mà hiện tại rất là hot trên thị trường. Đó là những cái bình ngâm sâm cỡ nhỏ. Bình ngâm sâm cỡ nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em. Đây. Và lấy ra cả cái loại 5 lít nữa. Rồi bóc tem, mình sẽ bóc tem cái bình cỡ nhỏ nhất nha, 1 lít ngâm xăm nha. Đây là bình 1 lít ngâm sâm. Thì cái mẫu bình 1 lít ngâm sâm này này, với cả cái mẫu này, nó cái mẫu này á, nó có nhiều cái loại dung tích 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít, 6 lít 2 và 7 lít rưỡi. Thì cái mẫu này này, nó có từng đó cái dung tích từ 1 lít đến 7 lít rưỡi. Thì cái từ 1 lít đến 2 lít ấy, thì không có van nha. Còn 3 lít, 1 lít 2 lít không có van. Còn ba từ 3 lít đến 7 lít rưỡi thì có van. Có van và không van. Còn 1 lít là chỉ có 1 lít và 2 lít là không có van nha anh em. Đây là cái bình 2 lít. Mình khui ra luôn cho anh em coi. Đây là bình 2 lít nha. Thì cái mẫu bình này rất là hợp. Rất là hợp ngâm sâm. Thì cái này ngâm khoảng 2 củ sâm hoặc là 1 củ sâm, cái này ngâm 2 củ hoặc 3 củ sâm. Đó, riêng cái dạng mà ngâm sâm thì của mình này thì tuyệt vời luôn đấy, nó rất là đẹp. Đây, rất là đẹp nha anh em, thủy tinh rất trong suốt. Nếu mà anh em mà ngâm dạng cỡ nhỏ mà 2-3 lít thì mình khuyến khích là anh em nên sử dụng cái loại bình này, rất là đẹp. Đó, nó có nhiều cái size nha, từ 1 lít đến 7 lít rưỡi. Thì đây là cái 1 lít 2 lít. Và bây giờ ấy, mình bóc luôn cái tem 3 lít ra cho anh em coi. Đây là 3 lít nha. Đó, anh em cầm mô bình thì anh em nhớ là xách cầm cái túi ni lông như này này, tóm chặt này, tóm chặt cái kéo thẳng lên. Chứ đây cái van của cái bình 3 lít thì rất là chắc chắn này, van nó màu vàng rất đẹp. Bình bên những cái dạng bình này này được cái rất là thủy tinh rất là gọi là rất là trong đẹp. Độ dày của thủy tinh thì nó tầm từ 3 hơn 3 mm đến 5 mm, từ 3 đến 5 mm độ dày của nó. Thì cái mẫu bình thủy tinh này đẹp nhưng mà cái độ dày của nó thì nó không so với các bình thủy tinh khác ấy, thì nó không có dày bằng so với những cái bình như ở đây này. Như anh em coi những cái bình này thì độ dày nó rất là dày, nhưng mà cái bình dạng ở đây á, cái loại thủy tinh này, cái loại của Phú Hòa ngâm sâm này thì độ dày nó sẽ ít hơn, thấp hơn, nhưng mà được cái là nó mẫu mã rất là đẹp, ngâm sâm thì tuyệt vời luôn. Thì cái ở đây ấy, là mình đang các bạn đang coi này, 1 lít, 2 lít, 3 lít và 5 lít. Thì cái thằng 6 lít 2 và 7 lít thì nó cũng tương tự như cái thằng 5 lít này. Đó, nó có từ 3 lít trở lên thì nó có van và không van nha. Cái này thì các bạn, cái 1 lít 2 lít này các bạn có thể ngâm mật ong này, hoặc là thường thường mình thấy mọi người hay mua về ngâm mật ong bằng cái này. Còn cái đây thì thường là ngâm sâm nhiều, có thể ngâm đinh lăng. Ngoài ra thì có thể ngâm trái cây hoặc là gì đó, nhưng mà thường là ngâm sâm là nhiều. Thì đây là cái mẫu bình mà rất là nhiều người hiện tại rất là hot, bởi vì là nhiều người đi du lịch Hàn Quốc về á, thì xách những củ sâm tươi của Hàn Quốc về thì ngâm cái bình này rất là đẹp.
Thì chào tất cả các anh em và hẹn gặp lại các anh em trong cái clip tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu với các em rất là nhiều cái mẫu mã về bình thủy tinh. Các em có thể anh em có thể là tới địa chỉ của mình để xem mẫu mã. Tới địa chỉ của mình là 17 Bào Cát 2, phường 14 quận Tân Bình, hoặc là các anh em có thể liên hệ số điện thoại mà mình để trên cái clip đó, các anh em lưu lại, các em ép Zalo vào và nhắn tin bên mình sẽ gửi cho. Rồi chào tất cả anh em nha. Các bạn có thể tới 17 Bào Cát 2, phường 14 quận Tân Bình để xem trực tiếp nhiều mẫu mã bình thủy tinh. Rồi xong.